Ok, con tiếp theo đây là một chiếc máy đúc bê tông, phá bê tông các bạn này. Yeah, cái này đây, mình sẽ phá bê tông này. Nâng lên hạ xuống này. Xoay này. Xoay 360 độ luôn nha. Đây. Chạy bằng giấy xịn nha các bạn, chạy trên mọi địa hình nha. Đây, wow, nha. Rồi tiếp tục mình sẽ đến với một chiếc mix screen đây, anh phô mix screen đây. Wow, đây có cái mũ, có cái nón nữa các bạn này. Đây có hai dòng khỏi này, đây rất là đẹp luôn nha. Lasso sẽ nha. Đây. Wow. Cửa này mở được các bạn này. Đây. Yeah. Mở phía sau này. Đây. Cái cửa này. Yeah. Wow. Here we go. Ok rồi, tiếp theo đây.